Thời gian qua, Bộ Công Thương đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo và nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương phê duyệt quy hoạch điện 8. Quy hoạch điện 8 là một quy hoạch rất quan trọng nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, có chất lượng cao với giá thành hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội. Sau khi Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 và tham gia chương trình Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GEAT, việc hoàn thiện quy hoạch điện 8 càng trở nên thách thức, cần thêm nhiều thời gian để rà soát và đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu về chuyển dịch năng lượng và khí hậu. Tại Hội nghị Tham vấn quốc tế về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của hơn 60 đại biểu trong nước và quốc tế do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, Bộ Công Thương đã khẳng định vai trò hỗ trợ, đồng hành của các đối tác, tổ chức quốc tế trong việc xây dựng, hoàn thiện nội dung quy hoạch điện 8 theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, tập trung gia tăng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện mặt trời và sinh khối, giảm phát thải khí nhà kính. Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp tích cực này và khẳng định Hội nghị Tham vấn quốc tế về quy hoạch điện 8 là diễn đàn thảo luận quan trọng giúp Bộ Công Thương hoàn thiện nội dung quy hoạch đảm bảo tính khách quan, khoa học và khả thi, hướng tới việc phát triển ngành năng lượng Việt Nam bền vững, đạt được các mục tiêu chung về an ninh năng lượng quốc gia.